những cái người nó đổ ngược về á, mình cảm giác nó quẹt vô xe mình rồi. Dạ. Nhưng mà thật ra còn cách tới là 8 tập lượng ha. Dạ. Nè, dùng dùng một hay một đó. Rồi, lấy lại hai lần mỏng ha. Đó, bình tĩnh. Rồi, nói tiếp luôn, đúng không? Nói tiếp một hay một tiếp theo. Rồi, ra lên đi. Những cái đường hẹp này, nhớ ha, lưu ý. Ra lên. Những đường hẹp này em thấy có khi nào người ta vẽ đường liền không? Không. Đúng chưa? Đường nó khoảng được quyền lẫn khi cần thiết mà, đúng chưa? Rồi, bên kia là xe Honda không phải không? Em nội em lẫn quá luôn, lẫn quá. Rồi, ra lên. Đó, mình đang mượn bên kia một bên đường á, thấy không? Đó. Cứ là mượn đường chạy, không sao cả. Để mình bảo hiểm á, trong hẻm người ta băng ra bên phải nè. Trong hẻm bên phải người ta băng ra nè. Rồi, bây giờ còn một chiếc xe nó cũng khá lớn đúng không? Thì mình nghiêng nhẹ thả lại nó nè. Rồi, trả xong quay lại bạn đầu lại tiếp. Thấy không? Rồi cái lưu ý nữa là gì, những cái đường hẹp như thế này nè, cái người chạy cùng chiều với mình á, người ta quay lưng lại người ta đâu thấy được mình đâu, đúng chưa? Người ta muốn nhường người ta cũng không biết cách nào người ta nhường nữa, đúng chưa? Nhưng mà cái người đối diện của mình á thì người ta thấy người ta sẽ nhường, do đó là mình nên ép ép như bên trái thì chị dạ. Đúng rồi, người ta có thể người ta né người ta nhường mình chút xíu, hoặc là mình giờ mình thấy người ta bên thấy người ta kẹt quá thì mình cũng nhường người ta chút xíu vậy, đúng không? Do đó là mình bảo hiểm cái bên phải của mình. Rồi, lấy vào trái một chút. Rồi, cứ bình tĩnh, người ta quá, người ta mượn mình, người ta sẽ trả lại. Kẻ phải ha, nghe hơn rồi. À, nó hết hạn hơn học viên cũ của anh á, ở dưới quê luôn á. À, coi giấy xử lý cho mình ha. À, nó gấp nha, nó còn có tháng mấy nữa hả? Tại vì nó hết hạn ở tháng mấy rồi đó. Thì biết rồi, nhưng mà ấy là làm gấp cho nó để nó chạy dịp Tết em. Rồi, ok. Rồi, đúng rồi, mình rẽ phải là mình đi trong lên trong trước. Rồi mở xin nhanh trái, xin ra lên giữa. Rồi, đó, xin ra lên trái chạy, thấy không? Chứ lúc đầu á, mình không nên ha, là chuyển qua lên trái, rẽ ra vô lên trái liền. Mình cản rất nhiều dòng xe. Rồi, tắt xin nhanh đi. Rồi, tiếp tục. Kẹn. Nhường đi. Rồi nghỉ nhẹ, đúng rồi. Rồi qua rồi thì lấy lại hai lần móng liền, lấy lại. Đúng nhớ, né chứ cái giật đó. Rồi đi đi, trả lại. Một chút mình vô đường đông mình sẽ có những cái tình huống ha, lấy nhẹ như thế đó. Yeah. Nhưng mà rất là quan trọng. Nó giúp cho mình đi kịp tiến độ và không có ảnh hưởng tới cái dòng xe của bên sau lưng mình luôn. Tại vì mình kẹt là cái dòng xe sau lưng của mình sẽ kẹt. Bỏ họ những thắng. Giảm tốc độ nè, nghiêng nhẹ nè, nghiêng nhẹ qua phải nè. Lấy nhẹ nhưng mà rất là quan trọng. Rồi, ra lên đi. Ra lên. Đó, như vậy là mình đi kịp tiến độ, hiểu không? Dòng xe phía sau mình là không bị kẹt. Rồi, ra lên. Đường này lớn rồi, thoải mái rồi. Rồi, đi tiếp đi, ra lên. Một chút sẽ tới những cái đường hẹp hơn cái đường hồi nãy nữa. Yeah. Rồi mình sẽ tập xử lý đường cong, xong rồi mình sẽ đi đường đông. Yeah. Rồi bắt nhìn xa ra, ra lên. Những cái chỗ mà con Lương bị đứt khoảng như thế này nha, bỏ hồi những thằng quan sát. Cho chắc, thấy không? Có xe khác không? Thấy không? Yeah. Rồi nguy hiểm thấy không? Rồi hết rồi thì buông ra đi tiếp. Ra lên. Nói chung là lái số tự động nó rất là nhàn nhưng mà phải kỹ lưỡng chút xíu. Yeah, bỏ hào là chúng ta rồi. Rồi cũng thắng. Về cuốn sách này thì mình